từ Atlanta, Vũ Nhân. Kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, tối ngày 20 tháng 1 năm 2024, Hội Sinh viên Người Mỹ gốc Việt tại Trường Đại học UCA tổ chức chương trình Night in Sài Gòn. Đây là một chương trình lá lành đùm lá rách truyền thống của các em sinh viên Việt Nam tại Trường Đại học UCA đã duy trì suốt 20 năm qua. Chương trình năm nay với nhiều tiết mục rất hấp dẫn, mang đậm nét dân tộc Việt. Khoảng hơn 1.000 người tham dự đêm hôm nay, trong số đó có 800 sinh viên, 200 phụ huynh và các nhà bảo trợ tham dự. Hi, my name is John Lay, and I am the president. Hello, everyone. My name is Jessica Lay, and I am the internal vice president. Hello, everyone. I'm the external vice president. My name is Chris Wright. Hi, everyone. My name is Kathy Nguyen, and I'm the treasurer. Hi, I'm Eric Trung, and I'm secretary. Hi, I'm Katie Tran, and I am public relations. Hey, guys, I'm Kevin Nguyen. I'm the historian. Thank you again for your generous contributions to our organization. Night in Saigon would not be possible without you. Xin chào quý vị, con tên là Thảo My Phạm, Sponsorship Director của Night in Saigon 20. Thay mặt các bạn sinh viên, con xin cảm ơn tất cả nhà tài trợ đã ủng hộ cho tụi con suốt 20 năm qua. Đặc biệt năm nay, con rất tự hào vì có hơn 66 nhà tài trợ với số tiền là hơn 30.000. Đây là kỷ lục chưa từng có trong suốt 20 năm qua của Hội Sinh viên UGA. Con cảm ơn các cô chú thương gia đã giúp đỡ để Night in Saigon 20 được thành công tốt đẹp.
Con chúc quý vị một năm mới được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Con xin cảm ơn. Con là Thảo Mỹ Phạm và năm nay con học sinh viên 2 ở trường Đại học UGA. Năm nay con là sponsorship director, so con đi xin tiền cho mấy cái businesses ở trong cái giống cái community của Georgia. Ừ. Thì năm nay con được 30.000. Wow, 30.000 con xin trong vòng bao lâu? Một tháng. Chúc mừng năm mới from Hội sinh viên UGA. Hi guys, my name is John Lay, and I am the president of the Vietnamese Student Association here at the University of Georgia. I just want to say thank you for all your support. This show is just to embrace Vietnamese culture. We want to showcase your traditional dance, food, and there's a lot more. Jessica, did you like to want to say anything? Yes, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tụi con ở hội sinh viên UGA. Thank you. Thank you, come on. Trà My Nguyễn của cộng đồng Georgia. Quá tuyệt vời, phải nói là cái chương trình Night in Saigon của trường đại học UGA tại tiểu bang Georgia là một trong những cái chương trình mà chúng tôi phải tự hào, tại vì đây là những cái thế hệ trẻ, những cái học sinh được sinh ra tại Hoa Kỳ. Nhưng mà các bạn đã cố gắng duy trì cái phong trào này trong suốt 22 năm qua. Và mỗi lần đến tham dự thì chúng tôi càng ngạc nhiên vì thấy sự lớn mạnh cũng như sự đoàn kết của tổ chức. Năm nay cái tựa đề là Along the Way và lúc nào cũng là Night in Saigon. Phải nói là rất là impressed tại vì các em làm quá là hay. Rất là cảm động khi thấy cái hội trường chật kích người luôn. Theo như chúng tôi được biết là cái danh sách mà cái vé tụi em có thể bán ra cho sinh viên là 800 và chỉ trong vòng 5 phút từ khi mà đưa ra là số vé đã bán sạch hết. 800 sinh viên và mỗi cái vé các em bán vào cửa là 14 đồng để lấy cái tiền đó chi phí cho những cái sinh hoạt. Ngoài ra năm nay có một cái điểm nổi bật nữa rằng cái số lượng những thương gia tại tiểu bang Georgia ủng hộ rất là mạnh, có thể nói là đã vượt big record trong quá khứ. Không phải là tại vì chỉ có 1.000 người tới tham dự, nhưng mà có hội trường trong cái trường UGA chỉ có chứa được 1.000 người thôi. Nếu như mà có một hội trường lớn, tôi bảo đảm rằng là sẽ đông hơn. Tại vì có rất nhiều học sinh từ các tiểu bang khác đến, những cái hội sinh viên mà các em làm việc chung với nhau đến tham dự. Và cái không khí trong trọng hỗ trợ lẫn nhau và mỗi lần họ đến thì họ học hỏi được cái kinh nghiệm của mỗi trường. Nên cái đó là một cái điều rất là hãnh diện và rất là xúc động khi nhìn thấy sự có mặt của không phải một trường mà rất là nhiều trường khác nhau đến tham gia. Tôi tên là Benny Trương, tại Atlanta, Georgia. Như ông thấy như thế nào khi những thế hệ trẻ, con cháu của mình, những em sinh viên như vậy mà người ta nhớ về Sài Gòn, cái có chào cờ của Việt Nam Cộng Hòa, thì là một người phụ huynh thì anh thấy vấn đề đó như thế nào? Mà anh biết là bây giờ là gần nửa thế kỷ sau ngày 30 tháng 4. Cái điều đó là rất đáng quý, bởi vì những em sinh viên đó, thứ nhất là những em đó đã sanh tại đất nước Hoa Kỳ, nhưng mà cũng nhờ được những một số cha mẹ vẫn truyền lại cái văn hóa Việt Nam, cho nên những em đó hàng năm làm những cái chương trình này thì mình cảm thấy những cái nỗ lực của những em đó đem bảo tồn cái văn hóa và chia sẻ cái văn hóa Việt Nam đến cho rất nhiều người ở trong cái trường học đó, những em sinh viên. Không những là người Việt mà tất cả những cái giống dân khác ở trong trường đại học. Good evening guys, my name is Taomi Pham and I am your sponsorship director. Con tên là Thảo Mỹ Phạm và năm nay con học sinh viên 2 ở trường đại học UGA. Nếu mà có một cái message với những người bạn bè của con đang xem cái chương trình phát hình của đài truyền hình SBTN tại Hoa Kỳ và các nơi trên thế giới, thì con nói cái việc gì về cái việc con đang làm hiện nay? Remember who you are and remember your heritage always, because we may be born here in America, but we are always going to be Vietnamese at our roots. So always remember to embrace your culture and embrace who you are, embrace how hard your family worked for all of us to be here today. Thưa quý vị vừa nghe lời tâm tình của một cháu sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ nhưng mà không bao giờ quên cái cội nguồn của mình. Đây là một điều rất là cảm động và thật sự trong cái phóng sự này Vũ Nhân rất là cảm động khi một phỏng vấn một cô sinh viên rất là trẻ sinh ra và lớn lên ở tại Hoa Kỳ nhưng không bao giờ quên nguồn gốc của mình. Và có được cái điều này là do sự giáo dục của cha mẹ, ông bà để mà giáo dục con cháu như vậy. Vũ Nhân nghĩ 50 năm
hay là 100 năm dù bao lâu chăng nữa, tên Sài Gòn và lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn mãi ở trong tim và trong tâm của những người Việt tị nạn. Vũ Nhân, tường trình cho Đài Truyền hình SBTN.